Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình Battle, một dòng xe đạp với cái mức giá đang bán chưa đến 8 triệu đồng các bác nhé. Loanh quanh chỉ khoảng trên 7 triệu mà các bác đã được một chiếc xe đạp mang cấu hình Shimano DUG 10 tầng lip 3 đĩa. Và vành bánh của xe thì là 27,5 inch cộng với cả là cụm phanh dầu của Shimano nữa. Đấy, một cái bộ cấu hình mà cực kỳ là tốt trong cái tầm giá rồi. Đấy, chưa đến 8 triệu đồng. Rất nhiều option, rất là ngon. Đấy, đủ cho một người dùng xe cơ bản. Đấy. Khung nhôm các bác nhé. Thương hiệu Battle, cái dòng sản phẩm thuộc phân khúc chính hãng. Đấy. Dây thì toàn bộ chạy âm sườn rồi. Tông màu sơn xám xi măng rất là đẹp. Đấy. Nó cũng là xe bãi nhập khẩu về. Và đã qua quá trình sử dụng nên là nó xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi ở trên khung thôi. Còn tổng thể xe thì các bác có thể nhìn trên hình cũng còn tương đối là đẹp. Chất lượng khung rồi tất cả những cái phụ tùng còn cực kỳ là tốt. Vành bánh 27,5 inch, nguyên zin theo xe. Đấy. Lốp là CST. Dùng bản lốp 27,5 x 2.25 các bác nhé. Một cái bản lốp rất là lớn. Đấy, cực kỳ là dày. Bản này mà các bác mà leo đồi leo núi thì rất là ngon rồi. Đấy, cộng với bộ chuyển động của xe là Shimano DUG các bác nhé. Đấy. DUG 10 tầng lip và 2 tầng đĩa đạp cho 3 tầng đĩa đạp cho xe có 30 tốc độ khác nhau. Gạt đĩa của xe là Shimano Antut. Trên phần ghi đông này thì sẽ được trang bị bộ tay bấm xả Shimano DOG hai bên và trang bị thêm cả cụm phanh dầu đến từ thương hiệu Shimano nữa. Đấy, cấu hình cực kỳ ngon trong cái tầm giá chưa đến 8 triệu đồng. Có cả khóa hành trình giảm xóc trên tay lái luôn này các bạn. Giảm xóc cũng là zin theo xe luôn. Đấy, thì toàn bộ chiếc xe này là nguyên zin hết 100% luôn các bạn nhé. Xin hết từ yên thì ghi đông cổ phốt rồi giảm sóc bánh lốp này cũng là lốp zin theo xe luôn các bác nhé, zin hết 100% Mayer Shimano. Thì các bác chơi xe lâu năm thì cũng đã biết là Shimano sẽ không có sản phẩm nào là bi vòng các bác nhé, kể cả những dòng cao cấp như DOG XT thì vẫn chỉ là bi côn. Nhưng mà côn bi của Shimano này cực kỳ là tốt, rất là bòn và bền. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn... Các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh thì các bác ấn đăng ký ở đây. Ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo tâm trục đạp đến khóa yên là 43cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt. 54cm. Thì xe phù hợp bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì phù hợp. Chuyển động rất ngon lành các bác nhé. Lên xuống này, cực kỳ là mượt. Bộ chuyển động DOG. Các bác mà chơi xe lâu năm thì không thể không biết đấy, cái bộ này rất là ngon và được rất nhiều người tin dùng. 10 lít 3 đĩa 30 tốc độ.
Và giá bán của xe bên em đang bán là 7.900.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn tôi lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.